everyone. So I'm here again. It's very nice to see all of you. And today I'm so excited to start a new lesson, lesson 6, skills 2, listening and writing. Cô lại ở đây rồi và cô rất là vui hôm nay cô sẽ chia sẻ với em bài học tiếp theo, bài số 6 và cũng là bài gần kết thúc của Unit 1, My New School rồi các em ạ. In the last lesson, we learned about 3 different schools. Do you still remember what they are? Em còn nhớ bài hôm trước mình học 3 trường không? Và mình còn nhớ là 3 ngôi trường đấy là gì không nhỉ? Okay, to help you remember them, I will show you a passage of a school. And I took out 5 words. That means that I have 5 missing words. Cô sẽ cho các em, bây giờ để cô giúp các em nhớ cái bài học hôm trước hơn ấy, thì cô đưa ra cho các em một cái đoạn mà cô đã cố tình, cô lấy ra 5 cái chữ, 5 chữ, 5 từ, cô xin lỗi, 5 từ của cái đoạn đó. Và nhiệm vụ các em bây giờ là xem cái đoạn văn đấy và điền từ vào để xem là mình còn nhớ được cái bài học buổi trước như thế nào không nhé. Now, okay, this is about PLC Sydney, là trường PLC ở Sydney, Australia. Alright, there are 5 missing words here, 1, 2, 3, 4, 5. And what you're supposed to do is you fill in the blanks with the words in the text that you already learned in the previous lesson. Nhiệm vụ của em bây giờ là các em sẽ phải điền vào chỗ trống này những cái từ mà trong cái bài đọc lần trước các em đã học với cô rồi, các em còn nhớ không nhỉ? Ok, từ đầu tiên, còn nhớ tên trường đó là gì không? P là viết tắt của trường gì nhỉ? Presbyterian Ladies College Sydney. Ok, cái chỗ này cô viết không biết nó có hiện lên không, cô sẽ viết ra bên này nhá, cho nó dễ nhìn hơn này. Đầu tiên nó chính là Presbyterian. Ok, Presbyterian, good. Number 2 is a school for girls in Sydney. It is a trường nội trú, đúng rồi, boarding school. Good. Students study and live there about 1,250. Gì nhỉ? From age 4. Boys. Không thể là boys. Đây được, về trường nội trú thì không thể. Nó có 1,250 học sinh nam ở đây được. Hay là students, học sinh. À, nếu mà student không thì không rõ. Bởi vì là student cộng chung ấy, thì nó có thể chỉ là cả học sinh nam và cả học sinh nữ. Mà cụ thể trong này chỉ có học sinh nữ thôi. Vậy thì mình number 3 sẽ phải là girls. Và số nhiều các em nhé. And number 4 is PLC Sydney has students from all over the and overseas. All over Vietnam à? Không, Australia. Australia, nước Úc. And the last one. And the last one. Here, students study subjects like math, toán này, môn gì nữa, and English. À, môn vật lý, đúng không? Very good. Physics. Physics. Ta-da! Finished. Vậy là mình xong rồi, mình đã ôn lại một chút xíu cái bài của hôm trước, bài reading của hôm trước rồi. Nào, thì bây giờ mình sẽ nghe một đoạn. Giáo viên bản xứ sẽ ngay bây giờ sẽ đọc cho các em một cái bài về cụ thể hơn về cái trường này, về PLC Sydney. Và nhiệm vụ các em là nghe thật kỹ và trả lời những câu hỏi, được không? Cô sẽ show cho các em cái câu hỏi đấy và em cũng có thể tìm được ở trong sách các em ở trang 13. Nào, ok, có 5 câu hỏi tất cả. There are 5 questions all together. Ok, cô trước khi mà làm cái bài nghe để trả lời những câu hỏi của bài nghe thì cô gợi ý các em một số cái điểm cần lưu ý như sau. Khi chúng ta làm những cái bài như thế này này là chọn đáp án. Bài này thì khá là dễ thôi bởi vì nó chỉ có 2 đáp án là A và B. Nhưng mà có những cái bài mà có thể người ta cho tận, cô xin lỗi, lựa chọn những phải đáp án. Người ta có thể cho tới 4 lựa chọn, 3 đến 4 lựa chọn thì đối với những cái bài này các em sẽ làm như thế nào? Trước hết các em cần phải đọc thật kỹ câu hỏi để hiểu rõ câu hỏi đấy, hiểu đúng những câu hỏi đó. Và mình sẽ lần lượt đi từng câu hỏi một nhé. Number 1. Susie. Cái gì đó? Chỗ này likes or doesn't like. Thích hoặc là không thích being at a girl's school. À, bài này
cụ thể hơn là về một cái bạn học sinh, một bạn nữ sinh ở trong trường Pilausi. Bạn ấy tên là Suzy. Và mình sẽ nghe cái bài nói cụ thể về bạn này, xem bạn ấy nghĩ gì về ngôi trường, cái sở thích của bạn là gì, bạn ấy có thói quen gì, tất cả những cái gì về bạn nữ sinh này. Ok, vậy câu 1 là bạn ấy thích hay không thích ở học tại cái ngôi trường nữ sinh đấy, được không nhỉ? Tiếp theo, bạn giáo viên thích nhất của bạn Suzy, giáo viên thích nhất của bạn này, Suzy là ai? Favorite teacher, giáo viên thích nhất của bạn ấy là cô giáo, là thầy giáo và cô giáo nào, dạy môn gì? Dạy môn toán hay là dạy môn khoa học? Cái này mình đã học rồi, math, science. Câu số 3, number 3, today Suzy, hôm nay này, chú ý hôm nay Suzy làm sao này, is wearing her uniform, mặc đồng phục của bạn ấy, isn't wearing her uniform, không mặc đồng phục của bạn ấy. Vậy hai cái này trái ngược nhau, nó cũng giống như câu 1 ấy, cũng trái ngược nhau. Number 4, Suzy studies, bạn này bạn học cái gì nào, English, tiếng Anh hay là Vietnamese, học tiếng Việt, for 3 hours a week, 3 tiếng một tuần. Vậy chọn cái bộ môn nào mà bạn học 3 tiếng một tuần. And number 5, Suzy does her homework. Bạn này bạn ấy làm bài tập về nhà này. At break time là giờ giải lao hay là in the evening vào buổi tối. Đó, thì khi mà các em làm những cái bài tập như thế này, các em phải đọc thật kỹ những câu hỏi, phải hiểu nó, cái nội dung của nó, để khi mình nghe thì mình nắm bắt được cái chỗ nào mà mình cần điền từ hoặc là chọn từ, tức là tìm ra câu trả lời cho nó một cách chính xác. Và ngay bây giờ thì các em sẽ được nghe giáo viên bản ngữ đọc bài này nhé. Unit 1, page 13, skills 2, listening, activity 1. Suzy is a student at PLC Sydney. Listen and choose the correct answers. Hi, my name's Suzy Brewer. I'm 11 years old. I'm now in grade 6 at PLC Sydney. I like it here, as I like to study in a girls' school. The teachers at my school are nice and very helpful. And my favourite teacher is Mrs. Susan McKeith. She teaches us maths. I have 3 hours to study Vietnamese in the afternoon. Usually, I do my homework at break time. We wear our uniform every day, but today we aren't, as we're going to have an outing to Taronga Zoo. Okay, so you have just listened to the native teacher. Now, các em ơi, các em vừa mới nghe giáo viên bản xứ đọc bài này đấy. Mình đã trả lời được câu hỏi chưa nhỉ? À, có bạn bảo là em trả lời được hết rồi, có bạn bảo là em chưa trả lời được hết đâu. Không sao, các em có thể tua lại cái đoạn mà các em nghe thì cô giáo vừa mới nói. Ok, được không nhỉ? Ở trên máy tính thì các em rất là dễ dàng, các em tua lại để em nghe. Các em nghe đến bao nhiêu lần cũng được, để khi nào mà mình trả lời hết những cái câu hỏi này thì thôi. Và ngay bây giờ thì cô sẽ giúp các em trả lời những câu hỏi này nhé. Trước hết là mình sẽ nhìn giúp cô vào cái tape script này. Tape script hay audio script là cái bản dịch lại toàn bộ những cái phần lời của giáo viên bản xứ nói. Bây giờ ra thành phần chữ. Ok, được gọi là script. Nào, bây giờ cô sẽ giúp các em đi đọc lại từng câu một, để từ đấy mình sẽ trả lời được những cái câu hỏi bên cạnh nhé. Hi, my name is Suzy Brewer. I'm 11 years old. Đây là giới thiệu tên của bạn Suzy Brewer. Bạn đi bao nhiêu tuổi này? I'm now in grade 6 at PLC Sydney. Bạn ấy đang học lớp mấy các em? Bạn học lớp 6 tại trường PLC Sydney. Rồi, I like it here. Nào, đến câu này. I like it here. Đây là câu mấu chốt này. Hai cái câu này, ba cái câu này thực ra là câu giới thiệu thôi. Nó chưa phải là cái phần để mà mình dựa vào đó mình có thể trả lời được câu số 1. Nhưng đến câu này thì em có thể thấy luôn này. I like it here as I like to study in a girls' school. Tôi thích ở đây bởi vì tôi thích học ở trong trường nữ sinh. Vậy thì câu 1 chính là đáp án là A, các em ạ. Suzy likes being